Khí hậu của Việt Nam là khá là khó nhọc, nhất là cái khí hậu ở phía Bắc này. Chứ khí hậu Sài Gòn lại khác, là nó nóng đều trong cả năm, cái nhiệt độ cao thì cái bệnh lý về đường hô hấp trên nó sẽ giảm hẳn và nó đỡ đi rất nhiều. Thế nhưng mà chúng ta lại bị vào cái mùa đông xuân là cái mùa lạnh và ẩm. Lạnh kết hợp với ẩm thì khi đấy các loại virus đường hô hấp bắt đầu phát triển tràn lan và nó gây ra các cái đợt cúm này, cúm A, cúm B rồi virus hợp bào đường thở thì đều là những cái bệnh lý mà nó rất dễ dàng nó biến chứng vào viêm phổi. Thế cho nên nó làm cho trẻ em ở viện nhi nó sẽ khi mà viêm phổi chúng tôi phải dồn hết về viện nhi, đấy là cái trung tâm cấp cứu về hô hấp tốt mà. Thế thì khi có dấu hiệu viêm phổi nặng là phải chuyển hết về đấy thì cái tỷ lệ chết vì viêm phổi nó lại thành rất cao ở trẻ em vào cái mùa đông xuân đấy, tỷ lệ tử vong đó. Thế cho nên là bởi thế thì chúng ta với những cái tuyến của chúng tôi là cái tuyến ở dưới thấp thì chúng tôi bao giờ chúng tôi cũng phải chữa rất sớm những cái triệu chứng của em bé bị cảm cúm đấy, ví dụ như là cúm A này, cúm B này, virus hợp bào đường thở, nhưng nó mới thể hiện ở cái tình trạng là hắt hơi sổ mũi và ho nhẹ thôi, thì lúc đấy thì chúng ta phải tập trung điều trị để cắt cắt ngay. Thế thì phải nói rằng là cái sức đề kháng của các em bé Việt Nam cũng khá là tốt ấy, vì là nó được rèn luyện, nó được tiếp xúc với virus cúm nhiều mà, cho nên khi nó xảy ra triệu chứng nó không nặng. Chứ ở Mỹ mà bị cái cúm mùa là tỷ lệ tử vong của cúm mùa là khá cao, cho nên là người ta cứ bảo là cái COVID này cũng giống như cúm mùa ở Mỹ, quan niệm như thế, cho nên là cũng bị tử vong như thế chứ chả kém, cho nên người ta không sợ. Thế nhưng mà mình thì lại khác. Thế nhưng mà cái người da vàng của mình thì lại có cái sự chống chọi với cả virus cúm khá tốt, cho nên tỷ lệ tử vong lại không cao. Thế cho nên là khi mà chúng tôi gặp được các cái em bé bị cảm cúm thì bao giờ cũng phải giáo dục cho bố mẹ là khi có dấu hiệu cảm cúm dùng thuốc cảm cúm ngay. Đấy là cái việc không thể trì hoãn được. Thế còn nếu có sốt phải cho hạ sốt ngay và sau đó là đến bác sĩ khám. Thế thì đến với bác sĩ khám thì bác sĩ thấy rằng là em bé ở cái tình trạng phổi chưa bị làm sao mà cũng không có ho nhiều thì chưa, lúc đấy giai đoạn đấy không cần thiết phải dùng kháng sinh. Chúng ta chỉ cần dùng thuốc cảm cúm, dùng thuốc điều trị ho thông thường cái triệu chứng thôi. Thế còn nếu em bé có sốt thì dùng thêm hạ nhiệt. Thế còn cần cần nữa thì bổ sung nước điện giải. Thì đến 80% số em là sẽ vượt qua cái giai đoạn đấy rất nhẹ nhàng, không có vấn đề gì, không phải dùng kháng sinh. Thế còn lại 20% nữa thì sau đó thì em bé lại có thêm các cái dấu hiệu của sốt này, rồi là khám mà thấy có viêm tai giữa cấp, có tình trạng ứ mủ thì lúc đấy chúng tôi buộc phải chỉ định kháng sinh, hoặc là phổi bắt đầu có cái triệu chứng là có viêm viêm phế quản, viêm phổi thì lúc đấy là phải điều trị kháng sinh tích cực.